10 thực phẩm giúp mẹ thoát cảnh tóc rụng như chút sau sinh Có nhiều cách để chữa rụng tóc, nhưng đối với phụ nữ vừa sinh con xong, điều chỉnh lại chế độ ăn uống là cách chữa rụng tóc tự nhiên, không độc hại và hiệu quả nhất. Mang thai là một giai đoạn tuyệt vời mà bạn không cần phải lo nghĩ về việc tăng cân, kinh nguyệt và ăn mặc. Thậm chí trong giai đoạn mang thai, nhiều bà bầu có tóc dày và ống mượt hơn bình thường. Tuy nhiên, sau khi sinh xong, sự thay đổi hóc môn có thể khiến họ bị rụng tóc nhiều khủng khiếp. Lo sợ không giúp gì cho họ lúc này. Thay vì sử dụng thuốc hóa học kích thích mọc tóc, các bà đẻ nên tìm cách giảm thiểu lượng tóc gãy rụng tự nhiên qua ăn uống để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh sữa cho con bú. Dưới đây là top 10 thực phẩm tốt nhất giúp bà đẻ chữa rụng tóc sau sinh hiệu quả. Mời bạn tham khảo. một Cá Đã bao giờ bạn tự hỏi có thức ăn nào giúp chị rụng tóc sau khi sinh con xong? Và cá là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Trong cá có chứa rất nhiều axit béo omega 3 và vitamin D, các chất thiết yếu để có một mái tóc khỏe mạnh. Trong số các loại cá, cá hồi có nhiều sắt nhất giúp bạn bổ sung dinh dưỡng và cải thiện tình trạng rụng tóc sau khi mang thai. 2. Đậu phụ Đậu phụ cũng chứa rất nhiều sắt và nó trở thành thực phẩm tuyệt vời để khắc phục tình trạng tóc sơ xác và rụng nhiều như chút. 3. Vitamin Lời khuyên cho dụng tóc sau khi sinh của bác sĩ dành cho các bà đẻ luôn bao gồm việc ăn uống các thực phẩm, chức năng, có bổ sung các loại vitamin tổng hợp bao gồm vitamin B, vitamin C và vitamin D, đặc biệt là biotin, một loại vitamin B cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc. 4. Sữa chua. Sữa chua có chứa hàm lượng protein cao giúp kích thích mọc tóc và ngăn chặn tình trạng rụng tóc sau khi sinh. 5. Thực phẩm lên men. Bánh mì và sữa chua chứa hàm lượng men cao, đặc biệt tốt cho tóc, thậm chí bạn cũng có thể gội đầu với bia vì bia được làm từ nấm men chất lượng và an toàn cho các bà đẻ nhạy cảm với các loại dầu gội hóa học, dễ gây kích ứng da. 6. Axit béo các loại axit béo thiết yếu có chứa omega 3, omega 6, omega 9 là những thực phẩm được khuyên để chữa dụng tóc cho bà đẻ sau khi sinh con. Ngoài ra, các bà đẻ cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm giàu axit béo khác như dầu cá và hạt lanh. 7. Selenium Selenium là một chất dinh dưỡng rất quan trọng cho sự khỏe của lông, tóc móng và da, nhiều loại hạt chứa selenium mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày để chữa rụng tóc như hạt óc chó và hạt hướng dương. 8. Trái cây và rau. Rụng tóc sau khi mang thai có thể được ngăn bằng cách ăn uống theo một chế độ ăn uống lành mạnh với các loại trái cây và rau quả chứa nhiều flavonoid và các chất chống oxy hóa như chuối, cam, việt quất, rau lá xanh, bông cải. 9. Hầu Hầu là một trong những nguồn thực phẩm dồi dào chất sắt và chất chống oxy hóa kẽm, giúp làm giảm rụng tóc sau khi mang thai đến mức tối thiểu. 10. Trứng Cuối cùng, đừng bỏ qua các món ăn quen thuộc làm từ trứng. Trứng là chứa nhiều vitamin B12, giúp kích thích tóc phát triển và phòng ngừa rụng tóc sau khi sinh ở sản phụ hiệu quả.